chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình với anh mình đi ra đây địa điểm này câu cá tiếp các bạn ơi. Đây, mới ra cần, nay đi 2 cần. Nó mới che dù lên, sợ nắng các bạn ơi. Đợi anh cũng đang bóp màu nữa các bạn. Hai chào các bạn nha. Hôm nay đi câu cá lại à. Không phải lâu quá ha. Không phải lâu lắm rồi. Mưa gió quá các bạn ơi. Đang làm màu nữa các bạn. Này mình chơi thêm D3 các bạn. Đây điểm nè. Mình xuống 2 cần nữa các bạn. Cộng anh mình chưa xuống nè. Để tới quá trời rồi. Không luôn. Không chịu phao các bạn. Có hình ảnh luôn đấy luôn. Ừ. Rồi vô cá các bạn. Tàu. Nó cầm lên coi. Tàu vô cá đầu tiên các bạn luôn. Nó tiếng nó bự. Nó bự hay gì? Vậy có nhớt được rồi. Con bự chà bá. Quá trời cá rồi. Nghĩ mất cái phao tính có bự hay gì. Đó, lấy nhớt đi. Quá trời vỡ nụt rồi ơi. Nó xà xà quá. Giống thôi. Cảm ơn các bạn.
cá ăn các bạn. Trơn màu luôn. Bị gì ta? Cá năng nhiều quá bạn. Nhịp với nhịp nhịp mà. Chạy. Dính các bạn. Sảy. Ồ cái con phi bự nữa bạn. Bự bằng tay. Quá trời. Cái phi. Ồ bự bạn ơi. Quá trời. Ui. Cho vô cái gọng các bạn. Gọng để nó chết. Quá trời bự. Ăn các bạn ơi. Dính chép hả? Ồ ồ đã các bạn. Mà mình dính chép nè bạn. Ê, có ê, lẹ lẹ lẹ. Quá đẹp luôn. Trời ơi, cá đẹp nè bạn. Cái chép màu. Quá đẹp. Quá đã quá đã. Hồi nãy em thấy nó nổi đầu bằng kia con y gì nè. Hồi nãy ơi, nãy tao xảy rớt con rồi. Đúng không? Ừ, trời ơi, đúng nha. Mình mới lên cái chép đá các bạn. Chép vàng. Nãy mình thấy nó nổi đầu lên nè. Quá trời nục các bạn ơi. Sao nó không ăn kỳ ta. Chắc cái nhỏ sao. Ra vô bên này. Ủa quá trời cá bự bạn luôn. Lôi lục bình. Trời trời. Quay không kịp luôn. Mạnh lên cá nữa bạn. Ủa gô con cá nó đẹp. Ủa ôi. Ủa gô. Cá phê hồng. Cá điều hồng. Cái điều hồng. Ủa gô đẹp nữa bạn. Ồ ồ cá. Ồ đẹp thiệt không ơi. Giờ mình xuống gần bờ mình móc lỗ mình câu các bạn ơi. Ngoài như cá nó không ăn. Chép
dạng là bạn. Ủa gà máu gì vậy? Trúng cái mép. Chết. Chết vàng. Chết. Hôm nay mấy anh em được cái này đó các bạn. Xì. Ngáp kìa, ngáp lại kìa. Để hồi tỉnh lại. Ồ, gồm cá. Ui, không. Má nó dở lên, tao hỏi là màu đeo thiệt chứ, còn phấn rồi. Anh chết rồi, để hồi nãy đi bẻ cho tôi nắm nhiều hơi tỉnh. Nắm cho tụi nó. Cá phi nữa các bạn. Trời.